Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty cổ phần giải pháp Hacode xin được giới thiệu đến tất cả các bạn một dòng máy kiểm kho của hãng Data Logic mang thương hiệu và model là DH60. Thì trên tay tôi đây đang cầm thiết bị kiểm kho DH60. Thì khi các bạn mua hàng thì trong hộp thì sẽ có bao gồm các thành phần. Thứ nhất là máy kiểm kho DH60, một pin đi theo máy, một dây cáp USB để kết nối máy kiểm kho với máy tính để rút dữ liệu ra, một bộ nguồn và một cái chân, hai chân để cắm vào ổ điện kết nối với cái nguồn này. Thì sẽ còn một số những cái chân khác thì tùy vào cái thị trường sử dụng thì chúng ta sẽ có những cái chân khác. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái máy kiểm kho Datalogic DH60. Thì máy kiểm kho data với DH60 này thì được thiết kế vừa vặn trong lòng bàn tay, thì giúp cho cái việc kiểm kê kho của chúng ta được thuận tiện. Thì các cái phím điều hướng để kiểm kho thì chúng ta sẽ có hai phím ở hai bên là phù hợp cho những người cả thuận tay trái và thuận tay phải để kiểm kho, để bấm kiểm kho như thế này, hoặc kiểm kho bằng nút scan ở giữa, hoặc thêm một lựa chọn nữa là kiểm kho ở đằng phía sau cũng màu cam đây, là kiểm kho này. Thì máy được trang bị là màn hình cảm ứng, sử dụng hệ điều hành là Windows CE. Tất cả các phím ở đây là các phím chức năng, bao gồm là 31 phím. Đây là phím nguồn, các phím chức năng, các phím số và các phím điều hướng khác. Phía mặt trước đây thì chúng ta sẽ có là cái hai cái đèn sáng để quét mã vạch. Máy dùng công nghệ quét mã vạch, có thể đọc được các mã vạch cả 1D và 2D. Và đặc biệt là cái máy DH60 này sử dụng công nghệ GreenSpot của Datalogic, đây là công nghệ độc quyền, giúp cho cái việc kiểm kê kho nó nhanh, chính xác. Phía đằng dưới đây là chúng ta có cái chân tiếp xúc. Đây là cái chân option để chúng ta sạc. Phía bên trái của máy này chúng ta sẽ có là một cái nắp để mở cái chân kết nối cổng USB và một cái cổng để kết nối nguồn để sạc pin cho cái máy kiểm kho này. Phía đằng sau chúng ta sẽ có bốn cái ốc chờ đây, là sử dụng trong cái trường hợp là option là chúng ta dùng cái kiểm kho, thiết bị kiểm kho là sử dụng dùng cái thiết bị cầm tay bóp cò, là sử dụng để chúng ta cầm như thế này, cầm kiểm kê kho, sử dụng trong một số những cái mô hình kiểm kê kho giá kệ ở trong các cái mô hình kho trong nhà sản xuất. Thì phía đằng dưới đây là một cái khe để lắp pin. Thì đây ta có thêm cái option là mở rộng cái bộ nhớ của máy lên, ta cắm cái thẻ nhớ ngoài vào đây. Đây trên này có cái thông tin hệ điều hành là Windows Embedded. Đây phiên bản chúng ta đang dùng là Windows CE 6.0. Phía đằng sau đây chúng ta sẽ có thêm một cái miếng lót để đỡ cái lòng bàn tay của chúng ta để ở đây, thì cái việc kiểm kê chúng ta nó sẽ được không bị mỏi tay và trong trường hợp là sẽ không bị rơi cái máy kiểm kho này. Đấy. Phía trên đây ta sẽ có một cái bút cảm ứng để cảm ứng trên màn hình của máy kiểm kho này. Thì sau đây tôi sẽ cắm cái pin vào trong máy để chúng ta sẽ test thử. Đấy. Sau khi lắp xong thì chúng ta sẽ bật nguồn lên, giữ nguồn một lúc. Thì máy khởi động rất nhanh. Thì đây chính là giao diện chính của màn hình máy kiểm kho DH60. Thì chúng ta sẽ dùng cái bút cảm ứng để chúng ta cảm ứng. Đây. Thì đây là một số những thông tin chúng ta sẽ vào được trong máy kiểm kho đây. Chúng ta xem các thông tin, các chương trình liên quan. Hoặc là chúng ta vào trong cái trình control panel, setting control panel để cài đặt một số những cái tùy chọn liên quan đến cái giờ của máy, hay là các cái tùy chọn khác lên cái độ sáng của màn hình, hoặc một số những cái tùy chọn khác.
hay là kết nối wifi bluetooth hoặc là cái bảo vệ nguồn điện, cái nguồn điện đây để tùy chọn. Thì sau đây tôi sẽ test thử cái chức năng kiểm kho, là cái chức năng chính của cái máy kiểm kho này, sử dụng kiểm kho dữ liệu lưu ở trên cái file Word này. Thì sau khi chúng ta mở cái trình này lên thì chúng ta có thể kiểm kho bằng cái bấm các cái phím ở đây đó, đọc bên trái hoặc phím phải hoặc phím ở giữa. Thì sau khi chúng ta kiểm kho thì nó sẽ có báo màu đỏ như này, và tôi đọc được cái mã vạch thì nó sẽ báo màu xanh. Đây, dù đây là một cái mã vạch chẳng hạn, thì tôi sẽ quét thử. Đó. Đấy, thì sau nếu mà đọc 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 được cái mã vạch, đọc được mã vạch ở đây thì cái chỗ này nó chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Đấy, cũng nghĩa là thành công. Mọi người để ý là sẽ có một cái tia, một cái tia treo chéo này để giúp định vị cái mã vạch để chúng ta đọc, để tránh nhầm lẫn những cái mã vạch bên cạnh. Thì đây là cái công nghệ rất là tốt của Data Logic để hỗ trợ cái máy kiểm kho. Thì chúng ta sau khi ta quét được một cái file tất cả những cái mã hàng như thế này thì chúng ta sẽ cần phải xuất cái file này, xuất file này ra ra máy tính, thì chúng ta sẽ lưu file này, lưu file này, và ta lưu lưu ở trên bộ nhớ của cái máy kiểm kho này. Sau đó chúng ta sẽ kết nối cái máy kiểm kho này với cái máy tính để rút dữ liệu này ra để sử dụng cái file đọc được vào trong cái mục đích để đối chiếu với cả cái số lượng hàng hóa ở trên cái phần mềm quản lý kho hoặc phần mềm quản lý bán hàng hoặc trên những hệ thống ERP ở trong các cái mô hình các công ty sử dụng ERP, để sử dụng cái những cái dữ liệu thực tế mà chúng ta kiểm kê được để đối chiếu với cả cái số liệu trên phần mềm. Thì trên đây là tôi review và giới thiệu sơ qua về cái máy kiểm kho Data Logic DH60. Thì mọi thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc mua hàng thì quý khách có thể liên hệ đến công ty cổ phần giải pháp Hacode theo số điện thoại hotline là 0942 858285 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi video này.